Hi, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với series Minecraft Fisherman. Thì để ủng hộ mình làm tiếp, các bạn đừng quên bỏ lại một like, subscribe và nhấn vào cái chuông để nhận được thông báo mới nhất từ kênh của anh nha. Thì trong tập ngày hôm nay mình sẽ tiến hành đi đánh những cái hội quán nha các bạn. Đó, mình đang ở trước cái hội quán hệ bay nè. Rồi, trước tiên thì mình sẽ đi khám phá nó một vòng cái đã. Đây, hội quán hệ bay nha các bạn. Wow, bữa đây chúng ta có một con Oricorio màu vàng nè. Rất là đẹp luôn nha. Rồi, để mình đi một vòng cái hội quán này, coi thử nó như thế nào đây. Wow, nó có một cái khe nước chảy ra từ đây luôn. Vậy là một cái hội quán không có được toàn vẹn rồi. Và nhìn nó rất là giống một cái lồng chim hả các bạn ha. Đây, hội quán hệ bay. Một cái lồng chim bằng sắt luôn. Wow, khá là kinh khủng đấy. Và khi chúng ta mở mini map lên thì mình sẽ dễ dàng thấy được. Đây, một cái quả Pokemon nằm chính giữa hội quán luôn. Rất là đẹp các bạn ơi. Rồi, chúng ta sẽ tiến hành đi vô thách đấu luôn nha. Ta-da, chào mừng đến hội quán hệ bay. Chủ hội quán của chúng tôi ở rất là cao luôn. Wow. Và ông này khuyên mình là nên cẩn thận trong cái việc di chuyển giữa những cái tán cây anh em ạ. Ok. Trong đây nó có một cái hồ nước nè. Ui, một cái cây thiệt là bự luôn nè. Rất là xịn ha. Để mình tìm mấy ông nhà thách đấu đi đâu rồi nè. Trời ơi. Bên đây. Trời ơi, tôi đi lộn đường. Trời ơi, hèn chi. Rồi mình sẽ tiến hành thách đấu luôn nha các bạn. Sẽ là... Glitzer hả? Mình sẽ cho skill Hyper Beam luôn nha các bạn. Mày nè con. Khá xịn các bạn ơi. Ông này chỉ có một con Pokemon thôi. Đó, chúng ta xử rất là đơn giản luôn. Wow. Cái đường đi lên đâu rồi? Chỗ đây các bạn ơi, chúng ta phải parkour qua nè. Wow, parkour bên đây luôn. Beauty Fly. Mình sẽ giật điện đó các bạn ơi. Đó, đi đánh hội quán hệ bay thì mình cầm theo con Raikou là hợp lý nhất luôn á. Trời, đi giật điện nó thiệt là sướng luôn. Mày nè con. Dragonite anh em ơi. Cấp 100 luôn đó. Thôi không sao cả, chúng ta sẽ tiến hành giật điện con Dragonite luôn cho nó sợ. Mày nè con. Ui, giật được có một nửa máu thôi. Và nó cho lại skill bubble beam các bạn ơi. Nó cũng cấu mình một nửa máu luôn. Rất là kinh khủng đây. Wow, nó vẫn xài skill được các bạn ạ. Ây da, pie nó một phát các bạn ơi. Hên quá, đánh bại được nó rồi nè. Cha tốt hả? Quá gọn luôn. Để chúng ta tiếp tục nha các bạn. Ây da, trời ơi cái hội quán... Thiệt là khổ đi, tôi lại phải bắt cua lại rồi. Trời ơi, với cái kỹ năng bắt cua cực kỳ dở của tôi thì sao mà làm ăn được tại cái hội quán này hả? May quá các bạn ạ. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục thách đấu cái ông tiếp theo nha. Rip Flim hả? Chơi luôn. Wow, nó giấc cái con Raikou của mình rồi kìa. Để mình cho Sonic bán hành cho nó đi. Ây da, nó đốt luôn con Sonic. Nhưng mà không sao, nó cũng đã bị đánh bại rồi các bạn ạ. Raviary hả? Con này thì khá là yếu hả? Mới nói xong nó dứt một phát chết queo con Sonic của mình luôn. Ghê vậy? Căng quá các bạn ạ. Mày nè con. Wow, Vespiwin. Con ông chú hả? Dứt nó luôn các bạn ạ. Mày nè mày. Wow, ông chú này nhìn rất là đẹp ha. Mà nó bút cái gì lên nữa kìa. Không ngán ở đâu các bạn ơi. Và mình đã đánh bại thêm một cái ông nữa rồi. Chúng ta sẽ tiếp tục bay qua bên đây nha. Trời ơi, thêm một ông ở bên kia nữa kìa. Mình sẽ cho NT ra. Lydian hả? Mày xác định năng hành rồi nha con. Đó, tiếp theo là con gì đây? Aerodactyl. Wow, con này thì hơi bị khó nhằn các bạn ơi. Pokemon cổ đại nè. Kinh khủng lắm. Wow, chúng ta đốt được nó rồi kìa. Cho nó một skill nữa đi. Mày hả mày? Wow, Charizard hả? Mày nè. Chúng ta chỉ cấu được 1/3 máu thôi. Giờ mình sẽ tiếp tục dùng Menafi để mà bán hành cho Charizard anh em ạ. Wow, tiếp theo là con Zimflup. Ui, con này mình cấu khá là ít máu đây. Ui, và nó cho hiệu ứng skill độc kìa. Khá là đau lòng. Con NT của mình chết rồi mà. Sao kỳ vậy? Nó vẫn còn đầy máu, chắc do bị lỗi game anh em ạ. Hai bơ bim nó nha các bạn. Ui, sao nó mạnh vậy?
Đúng là những con Pokemon cấp 100 thì không thể lường trước được anh em ạ. Wow, ở đây chúng ta có một con Golbat nè. Hy vọng mình sẽ đánh bại được nó nha. Ui, nó cho skill khá là thấm các bạn ơi. Mình còn bị dính độc nữa kìa. Wow, chết luôn cái con Manaphy của mình rồi. Giờ mình sẽ cho Celebi ra nha. Cho skill Lipstorm này đi. Bảo lá. Mày hả con? Ui, có vẻ là khó ăn đây các bạn ơi. Rồi, chết queo luôn. Rồi, tôi rớt xuống đây luôn. Trời ơi, giờ mình phải tiến hành mình leo lên lại đó bạn ạ. Khổ tôi chứ. Tiến hành leo lên lại thôi nè. Cái này là mình tự rớt các bạn ạ. Trong cái quá trình mà thách đấu á, mấy cái con Pokemon của mình á, nó đẩy mình xuống luôn. Định mệnh á, thiệt là lầy quá đi. Đây, chúng ta sẽ bắt cua bên đây và tiếp tục thách đấu hôm nay nha. Đây, mình vừa bổ cái heo rồi nên không sao đâu. Ta-da. À, Lydian hả? À, giật điện nó luôn nha các bạn. Ồ, nó có nội tại còn lại một máu kìa. À, đổi qua cái con Charizard hả? Con này cũng có hệ bay nên mình giật điện rất là dễ luôn các bạn ơi. À, Zoom Flip nè. Wow, con này thuộc hệ gì vậy? Wow, bắn khá là đau đây. Nó sẽ chuyển qua NT đi. Mình phải đổi Pokemon liên tục các bạn ạ. Ôi, tôi rớt xuống dưới như vậy. Sao không thấy tôi ở đâu hết vậy? Mình lại sợ phải leo lên lại nữa lắm á. Aerodactyl hả? Lần này thì mình sẽ dùng Celebi để mà khử nó nha các bạn. Mình dùng skill Ancient Power đi. Sức mạnh cổ đại. Skill này cấu khá là ít máu ha. Không ăn rồi. Chết queo con Celebi của mình luôn. Cho Sonic ra trận anh em ạ. Moonblast đó. Mày nè con, giỡn hả mày? À, Golbat hả? Golbat nè mày. Ây da, nó cấu mình cũng khá là đau các bạn ơi. Mày nè con. Ui, đau thật sự và còn bị dính độc nữa chứ. Ghê quá đi. Chết queo đó luôn kìa. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành mình nhảy qua đây nha các bạn. Nhảy qua bên đây. Wow, và chúng ta sẽ tiếp tục thách đấu cái ông tiếp theo nha. Này, tiếp tục thách đấu thôi. Một cái heo cái đã. Lúc đầu mình định sẽ không bố cái heo đâu, nhưng mà chúng ta phải bị kẹp vào cái tình thế bắt buộc rồi các bạn ạ. Scamory hả? Con chim này nó thuộc hệ thép luôn các bạn ạ. Chúng ta cũng có thể dùng NT để mà giết cho nó lẹ luôn đó. Mày nè Scamory, một em. Swallow, con này hệ bay. Hệ bay thì chết queo đi. Có hai con à, quá là dễ luôn. Giờ chúng ta sẽ tiến hành bay qua bên đây nha các bạn. Ta-da. Wow, quá là may mắn luôn. Rồi, bây giờ trong đây có một cái ngôi nhà hả? Ngôi nhà trên cây hả? Wow, nhìn khá là xịn anh em ơi. Rồi, bay qua bên đây. Bay qua bên đây tiếp anh em ạ. Và đây chúng ta đã ra được cái tầng cao nhất rồi nè. Cuối cùng cũng xong. Trời ơi, và đây là chủ hội quán hệ bay nha các bạn. Wow, nhìn ổng có đeo cái kiến kìa. Ông đeo đôi kính làm cái gì vậy? Để nhìn cho rõ hơn hả? À, Beauty Fly. Chúng ta giật điện đó các bạn ạ. Đổi qua Dragonite luôn rồi. Căng quá đi. Vậy thì mình sẽ đổi luôn qua cái con Sonic nha. Để mà trị nó. Con Dragonite này thuộc hệ rồng đúng không? Hệ rồng. Ây da, đổi qua Skarmory luôn. Căng vậy. Wow, khi mà đối đầu với những ông chủ hội quán các bạn ạ, thì họ luôn đổi Pokemon liên tục á. Để cho chúng ta, để gọi là phân tán sức mạnh của chúng ta ra. Rất là ghê luôn đó. Rồi, chúng ta sẽ đổi qua NT đi. Skarmory gặp NT là tắt điện thôi nha. Wow, nó đánh mình còn có một nửa máu à. Nhưng mà nó cũng chết queo rồi. Dragonite hả? Mày nè con. Mày quá, nó không đánh. Nó dùng skill boost các bạn ạ. Mình sẽ tiếp tục đổi qua con Sonic đi. Dragonite nè. Moonblast hay là Outreach đi. Outreach này chúng ta sẽ sử dụng á, thì nó sẽ double nha các bạn. Đó. Tức là cái skill tiếp theo nó cũng sẽ là mặc định là Outreach luôn nha. Đó. Nên các bạn nhớ là phải cẩn thận khi mà sử dụng skill đó nha. Smart Waran nè, chết queo luôn. Wow, Beauty Fly. Mày luôn. Trời, quá chừng Beauty Fly luôn các bạn ơi. Ui, thêm một. Con này là Motim nha. Motim chết queo luôn. Và chúng ta đã giành được chiến thắng các bạn ơi. Đây là Zed Bet.
Huy hiệu của hội quán hệ bay. Và một skill đó chính là skill fly. Quá là xịn luôn. Ok, thế là mình đã đánh bại xong chủ hội quán hệ bay rồi nha. Đó, chúng ta đã chinh phục xong cái hội quán này rồi. Và mình đây chúng ta sẽ tiến hành leo xuống đi. Leo xuống đây. Và đây có một con kem rúp nè. Sẽ mình qua mình xử xử đẹp nó luôn. À, mình có con mana phi mà. Chúng ta sẽ được nhân 4 sát thương các bạn à. Mày này kem rúp. Ồ nó cho mình gì đây? Normal liam và một cái viên kẹo. Khá là xinh. Ok. Đó, còn gì bằng nữa. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành đến với cái hội quán tiếp theo trong tập ngày hôm nay luôn nha các bạn. Wow. Bộ cái heo phát đã. Thì cái hội quán tiếp theo nó sẽ là hội quán hệ thép nha. Đâu rồi, hội quán hệ thép. Đây, Steel Gym. Đây, đây chính là cấu trúc của cái hội quán hệ thép. Nó như một cái công xưởng vậy đấy. Có con Mankey nè. Con này mình tìm làm cái gì vậy ta? Mình có nó rồi các bạn à. Đây, hội quán hệ thép. Chúng ta sẽ tiến hành tham quan một vòng hội quán nhé các bạn. Để mình coi thử cái nào. Wow, đây chúng ta có mấy ông nhà thách đấu ở đây nè. Và một cái quả cầu. Wow, cái cần trục làm bằng quả cầu Pokeball hả ta? Nhìn khá là xịn anh em ơi. Wow, cái cần trục nó có cái hình dạng của quả cầu Pokeball luôn nè. Đó, nhìn rất là xịn luôn anh em ạ. Wow, để mình vô trong đây mình coi thử nào. Đó, đây là cái ông giới thiệu nè. Chào mừng đến cái kiến trúc của chúng tôi. Wow. Chủ hội quán của chúng tôi rất là thích xây dựng hay gì đó các bạn ạ. Ok, không dài dòng nữa chúng ta sẽ lên thách đấu luôn nha. Ô, mấy ông nhà thách đấu này mới cấp 22 thôi. Trời ơi, vậy thì chúng ta sẽ luyện rất là lẹ luôn đó nha. Đây, Eruption một phát nè. Wow, siêu đinh hả? Wow, Ponyard nè, hai con. Còn tiếp theo là Magnesmite. Quá là gọn luôn các bạn ơi. Thì với cái hậu quả hệ thép này thì mình sẽ sử dụng những con bó bên hệ lửa như là anti này nha. Và chắc mình sẽ sử dụng có một con thôi. Chúng ta sẽ không bô cái heo luôn nha các bạn. Cho nó máu. Bronzer này. Chết queo luôn. Trời ơi ông này thì có một con thôi. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ đi qua bên đây. Hội quán này nó cũng phải kêu mình bắt cua qua luôn. Trời ơi đi hai cái hội quán đều kêu bắt cua hết vậy. Thiệt là khổ đi. Siêu đinh này. Ui nó hồi lại máu luôn. Căng vậy ta. Mày nè con. Chết queo. Rồi đi lên trên thôi các bạn ạ. Bây giờ chúng ta phải nhảy chứ cẩn thận. Đó. Rồi tiếp theo đấu với ông này luôn hả? Ai da. Wow mê tan. Mê tan nè con. Chết queo luôn mê tan luôn. Bronzer này. Và bây giờ khích bên đây. Bên đây chúng ta đi lộn đường rồi. Mình phải đi cái đường bên đây mới đúng các bạn ạ. Đây đó đi vô đây mới đúng lận. Và đây chính là chủ hội quán hệ thép nha các bạn. Nhìn ổng mặc đồ nè. Y chang người đào mỏ luôn. À không phải, đây là người xây dựng chứ. Mình quên. Kiến trúc sư anh em ạ. Aaron này. Mấy con này cấp khá là thấp nên không có vấn đề gì với mình hết các bạn ạ. Mê tan hả? Mình sẽ xử gọn nó luôn nha các bạn. Tiếp theo là Arin nữa nè. Arin chết queo luôn. Bronzer mày nè con. Rồi tiếp tục là Arin nữa. Và chúng ta đã chiến thắng các bạn ơi. Đây là Myrobet. Và một skill đó chính là Gyroball. Khá là xịn đây. Thế là mình cũng đã chiến thắng cái hội quán hệ thép rồi các bạn ơi. Hai hội quán hệ thép và hội quán hệ bay đã bị mình đánh bại rồi đó nha. Bây giờ mình sẽ tiến hành nhảy xuống cái đi. Đó. Tiếp theo chúng ta sẽ tiến hành cuộc hành trình ở tại cái vùng jungle nha các bạn. Đây là cái vùng jungle M. Có con Batsimian nè. Con gì lạ quá ta. Hình như là Pokemon thế hệ thứ 7 các bạn ơi. Nhìn rất là đẹp luôn ha. Khá là đẹp và khá là lạ. Mình sẽ bắt nó luôn bằng Whipball đi ha. Nó cầm cái quả dưa hấu hay là cái quả dừa vậy ta? Cái quả dưa hấu, quả dừa hay là cái quả cacao gì đó. Nó cầm một quả còn có cái vỏ nó đội lên đầu kìa các bạn ơi. Nó có cái lá nữa chứ. Trời ơi, cái con gì nhìn nó bự quá vậy? Nhưng khá là xịn đây các bạn ơi. Rồi, Tamerborn đi ha.
Wow, con này tính ra mà cứng đầu các bạn ơi, mới cấp 34 thôi. Hay là cái con Latias của mình nó yếu quá hay sao ta? Giờ mình sẽ chuyển qua con Celebi đi. Đó, Celebi. Chúng ta chuyển qua con này để bắt cho nó dễ anh em ạ. Dễ dàng mà thuần hóa chứ chứ. Đó, Celebi. Wow, hình như mình bấm lộn một quả Whitbon nữa rồi. Trời ơi. Rồi, bấm Tamagotchi mới đúng các bạn ạ. Whitbon làm gì? Ồ, Tamagotchi vẫn không thành công luôn nè. À, tiếp tục một quả Tamagotchi nữa đi ha. À, cho nó biết sợ chứ. Tiếp tục là Tamagotchi và thành công rồi nè. Ôi, có con Mew xuất hiện nữa các bạn ơi. Ồ, khá là đã luôn. Ồ, nó có thông báo Mew xuất hiện từ cái vùng Jungle M nha các bạn. Wow. Đây, để mình đi qua mình kiếm nó. Khá là đã đây. Mình cũng đang hy vọng tìm thấy cái con Mew để mà chuẩn bị cho cái tập tiếp theo các bạn ạ. Đây, nó đây, mình sẽ chọn cái đội hình thích hợp ra cái nha. Đó. Chúng ta sẽ lấy con Charizard ra cái đã. Charizard cấp 70 mấy của mình đâu rồi? Đây, cấp 77 nè. Lấy con này ra để mà vả con Mew mới được. Mày nè Mew, chơi mày luôn nha. Mình sẽ sử dụng skill Slash nha các bạn. Hy vọng là không có gây nhiều sát thương. Ôi, con Mew này khá là mạnh đây ha. Rút máu Charizard kinh khủng quá vậy. Slash nó một phát nữa đi. Mày nè con. Wow, Mew này speed nó cao hơn Charizard nữa các bạn ạ. Hên quá, skill này nó boost. Rồi, có vẻ mình cấu như đầy máu là được rồi. Mình sẽ chuyển qua con NT để mà thu phục con Mew này luôn nha. Ây da, con này cấu máu của mình đau quá ta. Whitbon trước nha các bạn. Lúc nào cũng xài Whitbon cho nó có lợi trước cái đã. Wow, không thành công rồi kìa. Giờ mình sẽ chuyển qua cái quả tiếp theo, đó chính là Tamagotchi nha. Cứ hai loại cầu này mà mình xài hoài thôi. Bắt nó rất là đơn giản luôn. Tamagotchi. Không thành công rồi kìa. Chúng ta sẽ tiếp tục với một quả Tamagotchi nữa nha. Đây, để coi. Và lần này. Yes. Quá gọn luôn. Chỉ với ba quả bon thôi là mình đã bắt được rồi nè. Đây, em Mew. Rồi, để mình Pokéheal cái đã. Pokéheal nó một phát các bạn ơi. Đây, nó có thông báo spawn tại vùng Jungle M luôn nè. Khá là xịn. Đây, Mew của chúng ta đây rồi nè. Wow, bắt đơn giản vậy ta. Khá là xịn luôn. Mew cấp 70 luôn các bạn ơi. Nó đã được nâng cấp lên rồi. Và nó đeo trái berry nữa chứ. Wow, con này thì kích thước nguyên mẫu nè. Không cộng không trừ gì luôn. Wow, khá là tuyệt các bạn ơi. Và đây là Bassimian. Một con Pokemon khá là lạ đối với mình đây. Tại vì cái gen 7 á, mình không có theo dõi nhiều các bạn ạ. Đó, Bassimian. Quá xịn rồi. Trời ơi. Rồi, để chúng ta cất hai con này vô. Và mình sẽ lấy cái đội hình chính của mình ra chứ. Đây, lấy cái đội hình mà mình đang luyện gian dở ra nào. Ok, thế là tập ngày hôm nay quá là tuyệt rồi nè. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Hôm nay mình đã đánh bại xong hai hội quán hệ bay và hệ thép rồi nha. Ngoài ra mình cũng đã may mắn bắt thêm được em Mew nữa. Hồi ơi, nó sẽ là cái phần kế tiếp cho cái video tiếp theo của mình nha. Thì nếu thấy các bạn đừng quên bỏ lại một like, subscribe và nhớ vào cái chuông để mà nhận được thông báo mới nhất từ kênh của mình. Ngoài ra nhớ like fanpage Fury Gaming cũng như là comment ý kiến của bạn ở phía bên dưới video này nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.